cảm ơn mọi người đã tham gia buổi sáng ngày hôm nay ngày hôm qua thuận thuận đang nói dở cái cuốn này á cuốn bẻ khóa bí mật triệu phú này Nay thuận nói thêm một chút về cuốn này nữa cuốn này nữa chào chị trang chào chị thúy trong cuốn sách này trong cuốn bẻ khóa bí mật triệu phú người ta nghiên cứu những người triệu phú ở Mỹ mà trong đó đa phần là những người triệu phú thế hệ thứ nhất và trong này thì họ họ thấy là có 10 10 loại hình doanh nghiệp mà những triệu phú ở thế hệ thứ nhất thường hay sử dụng thường hay sở hữu sở hữu chứ không phải là sử dụng thường hay sở hữu 10 loại hình doanh nghiệp Mọi người có muốn biết là 10 loại hình doanh nghiệp gì không ạ? 10 cái loại hình, tức là 10 cái nghề hay là 10 cái lĩnh vực nào đấy mà những người mà từ tay trắng mà sau đó lại có thể trở thành triệu phú á. Ở Mỹ mà họ cũng cũng gọi là cũng à, để mà có được một triệu đô ấy, nó cũng không phải là là dễ đâu cả nhà ở Mỹ á, và theo như theo như uh, um, theo như trong cuốn sách này thì ở Mỹ chứ cái người mà lớn tuổi ấy, về hưu khoảng 60 sáu mấy tuổi ấy, là họ vẫn phải lo kiếm tiền cái tỷ lệ dân số mà 60 mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải lo kiếm tiền là nhiều á ở à đây họ nói có 10 cái loại hình doanh nghiệp mà những người triệu phú thường hay sở hữu những loại hình kinh doanh và nghề nghiệp mà các triệu phú lựa chọn đầu tiên ô cái này thì à, à, mọi người tham khảo ha tham khảo này đầu tiên là nhà phân phối quảng cáo nhà phân phối quảng cáo thuận nghĩ là thông tin này vẫn đang còn có ích đối với lại à, đất nước Việt Nam đối với lại thời đại này hình dung là vì thuận làm trong lĩnh vực thuận có làm liên quan đến đến kinh doanh cho nên thuận hiểu rõ điều này cái nhu cầu về quảng cáo nhu cầu về quảng cáo cụ thể là quảng cáo trên internet cực kỳ lớn do đó nếu như một người mà giỏi về quảng cáo và làm dịch vụ về quảng cáo vẫn là một cái lĩnh vực hot vẫn là ngon thứ hai là dịch vụ cứu thương dịch vụ cứu thương thứ ba là nhà sản xuất quần áo may sẵn sản xuất quần áo may sẵn thứ tư là bán đấu giá chuyên gia định giá Bán đấu giá chuyên gia định giá à, mình có thể à, tham khảo nếu ai đang à, còn trẻ thì mình à, có thể khởi nghiệp ừ. còn nếu mà ai mà à, lớn rồi thì có thể là gợi ý cho con mình chủ tiệm cà phê chủ trang trại cam quýt ở mỹ thì đất họ rộng thành ra khi mà họ làm nông nghiệp á với cái nông nghiệp hiện đại nữa thì đất tới cái bạt ngàn thành ra là chủ trang trại thì cũng à, có thể trở thành triệu phú được người bán lẻ người bán lẻ tiền xu và tem cái này thì như không biết chắc bây giờ không biết còn không chuyên gia cố vấn về địa chất cán bông sơ ngắn, tái tạo động cơ D, à, D E Gen, D Gen, nhà sản xuất máy làm đu nút không biết đu nút là cái gì, rửa hay gì đấy ừ. kỹ sư, kỹ sư nhà thiết kế, người gây quỹ, nhà sản xuất thiết bị truyền nhiệt dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực nếu mà ở Việt Nam thì về dịch vụ tư vấn hay là dịch vụ cung cấp nhân sự dịch vụ cung cấp uh, giới thiệu việc làm ấy cũng là một dịch vụ tốt mà có thể uh, có lẽ là uh, phát triển trở thành triệu phú cũng không phải là khó, đây là cũng dễ đấy ngay ở Việt Nam. Nhà sản xuất hóa chất tẩy rửa công nghiệp, chất sát trùng, nhà cung cấp dịch vụ lau dọn vệ sinh. À, hôm qua thuận có nói với mọi người là ý tưởng là nếu mà ai muốn khởi nghiệp và làm lại thì có một cái dịch vụ gọi là À, dịch vụ gọi là cung cấp dịch vụ à, dọn vệ sinh nhé, mới lại giúp việc nhà dọn vệ sinh mới giúp việc nhà, chủ sở hữu trường dạy kỹ thuật nghiệp vụ đào tạo nghề, các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn, công ty chế biến công ty chế biến thịt công ty chế biến thịt thuận có quen một cái chị ở trên quận 12 chị chị năm nay cũng khoảng chắc khoảng 42 43 tuổi rồi đó 43 44 tuổi rồi đó mà chị mua hai cái căn biệt thự ở hai cái căn nhà ở khu Cityland Gò Vấp một căn là cũng 10 67 tỷ chị mua hai ba căn rồi đó chị nói là mỗi ngày chị bán khoảng một tấn thịt heo mỗi ngày chị bán cả tấn thịt heo nhưng mà thuận kể thôi chứ thuận không có khuyến khích nha liên quan đến thịt thì tức là liên quan đến sát sinh ấy. thì ta kiếm được tiền đấy bởi vì cái nhu cầu thị trường nó lớn nhưng mà nó không có tốt tại vì dù sao thì mình cũng có liên quan đến sát sinh nếu mà mình không trực tiếp thịt thì cũng là gián tiếp cho nên là thuận không khuyến khích không khuyến khích nhưng mà chị đó chị kiếm được tiền thì nhiều thật Đấy, thuận là cái người mà giới thiệu để bán cho chị một cái căn nhà Cityland. Chủ bãi đỗ xe, nhà di động, sản xuất bản tin, dịch vụ diệt sâu bệnh. Nhà vật lý học, nhà phát minh. PA à, PR đấy, PR các nhà vận động tức là làm dịch vụ cho những cái nhà vận động này đó. Chủ trang trại trồng lúa, nhà thầu phun cát. Đó là đó là những nghề mà được triệu phú lựa chọn. Nhưng có một điều là để họ trở thành triệu phú được ấy thì họ chia sẻ là họ thường làm cái công việc đó rất là lâu tức là họ không thay đổi công việc họ làm một cái công việc như vậy và thu nhập thì không có cao lắm thu nhập thì ở mức gọi là trung bình thôi nhưng mà trung bình nhỉnh trung bình khá thôi nhưng mà họ có một cái thói quen cái thói quen của họ đó chính là tiết kiệm sống dưới mức sống dưới mức khả năng của thu nhập và họ có thói quen tiết kiệm và có một cái câu mà thuận rất là thích ở trong này đó là họ có cái quan niệm là khi mà có thu nhập về có tiền về thì họ luôn luôn trả cho mình trước mọi người nghe cái câu là trước kia thuận đọc cái cuốn sách dạy con làm giàu con nói đến cái đoạn là trả cho mình trước thuận cũng không hiểu luôn bởi vì ông cũng không có giải thích thì khi mà đọc cuốn sách này ấy thì người ta mới phân tích cái từ trả cho mình trước là gì trả cho mình trước là khi mà họ có thu nhập thì họ đầu tư trước và phần còn lại mới dùng để chi tiêu sinh hoạt. Họ đầu tư trước. Tức là họ họ trả trước cái khoản mà họ đã đầu tư trước. Thì hình dung là nếu như ở Việt Nam người ta hiểu là giống như kiểu là họ đầu tư nhưng mà họ họ trả hàng tháng ấy. Họ họ đầu tư một cái khoản tiền gì đó, một cái khoản đầu tư nào đó, một cái một cái một cái, một cái dịch vụ, một cái sản phẩm đầu tư nào đó. Nhưng mà nhưng mà họ trả tiền hàng tháng cho cái khoản đầu tư đó. Và như vậy thì khi mà lấy có thu nhập về ấy, thì họ dành cái số tiền ra để họ trả cho cái tiền đầu tư tới trước. Và sau đó thì họ mới còn lại bao nhiêu họ mới dành ra một phần để chi tiêu. Thì sau này vào năm 2022 thì khi mà thuận học thuận mới thuận mới được hướng dẫn thêm như thế này đó là năm à, đó là không cần biết thu nhập của mình bao nhiêu mọi người có thể áp dụng ha tại vì tại vì cái tiền ấy cái tiền mà chúng ta kiếm được ấy cỡ nào thì khi mà mình à họ nói là họ có một cái thuật ngữ là tạo ra sự tạo ra cái sự khan hiếm tiền giả ở trong gia đình để cho mọi người thấy để mọi để cho mọi người tiết kiệm để cho mọi người sống tiết kiệm và nỗ lực hơn bằng cách là thay vì kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ dùng cái tiền đó để họ đầu tư họ đầu tư trước và họ để cho cái khoản tiền mặt trong nhà nó ít thôi để cho nó có cái sự khan hiếm về tiền và họ, năm 2012 thì Thuận học được một cái điều là gì ạ là thu nhập mình có mỗi một tháng bao nhiêu thì cứ trích ra 10% để mua vàng cất đi mọi người mọi người thử áp dụng thời gian xem là nó có khác không? Thu nhập một tháng bao nhiêu? kể cả là ít thì cũng cứ trích ra 10% để mua vàng cất đi. Trích ra 10%. Nếu như đủ mua một chỉ vàng thì mua một chỉ vàng, đủ mua một cây vàng thì mua một cây vàng, đủ mua một nửa chỉ vàng thì đi mua nửa chỉ vàng. Còn nếu không đủ mua nửa chỉ vàng thì để dành ra cái phần đó và hai tháng thì đi mua một lần. Đấy. Nhưng mà nói tóm lại là khi mà thu nhập về thì người ta sẽ dành ra. Tức là đây là cái người cái người, người thầy chỉ thuận đấy là khi mà thu nhập về thì thay vì trong quá khứ thì mình cứ để đó à, cuối năm hoặc là để khi nào mà nó dư ra được là vài chục triệu hay là vài trăm triệu rồi mới đi mua vàng hoặc mua đất thì bây giờ họ chuyển đổi là tiền về nếu như đủ mua đất. Tiền về hàng ngày mà tiền về cũng cứ trách cứ tách cứ trích ra 10%. Chưa cần biết là công việc kinh doanh lời hay lỗ nhưng mà cứ có tiền về là trích ra 10% để dành. Cứ có tiền về là trích ra 10% để dành và cuối tháng tổng kết lại nếu như hàng ngày mà đủ tiền mua vàng thì cũng cũng mang đi mua vàng. Còn nếu mà không thì cuối tháng là đi mua vàng đấy. Như vậy đấy và nhờ vậy thì họ uh, tạo ra cái sự khan hiếm giả về về tiền và dẫn đến là họ có cái động lực hơn họ họ quyết tâm hơn và họ họ vừa là có được cái phần thưởng là cái phần mà đầu tư cho mình đấy trả cho mình trước và sau đó thì họ cũng uh, kiếm được nhiều tiền hơn đây là cái phần chia sẻ thêm ở trong cái cuốn sách là bẻ khóa bí mật triệu phú tóm lại là những người mà trở thành triệu phú là những người làm một cái nghề gì đó mà làm um, kiên trì làm trong nhiều năm giỏi nghề và ở trong với ở ở, ở Mỹ này ấy, thì cuốn sách này những cái người triệu phú họ cũng chia sẻ là là họ đa phần là họ có tốt nghiệp đại học đa phần là họ có tốt nghiệp đại học nha những người triệu phú này thì đa phần là có tốt nghiệp đại học và uh, họ cũng khuyến khích con của họ là nên nên học để tốt nghiệp đại học. Nên học để tốt nghiệp đại học, họ khuyến khích con của họ. Họ là triệu phú và họ khuyến khích con của họ là nên học để tốt nghiệp đại học. Rồi cảm ơn cả nhà, đó là về cái uh, uh, kết thúc cái cuốn sách này, coi như uh, coi như mọi người đọc xong cuốn sách rồi đấy. Coi như mọi người đọc xong cuốn sách mà không phải mua ngày hôm trước thì thuận có chia sẻ cho mọi người về à, những cái cách để mà chúng ta à, chúng ta tạo phước. Bởi vì sao ạ? Vì à, phước rất là quan trọng đúng không cả nhà? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là cái việc mà một con người à, nỗ lực và chúng ta có được chúng ta có được cái điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta một phần do chúng ta nỗ lực. Nhưng mà phần nhiều là do sự may mắn thì bình luận và rút thuận là số à, số 1 đi ha, bình luận số 1. May mắn đi, mọi người có từng nghe có từng từng quan sát có từng để ý là có cái gì đó gọi là may mắn không ạ? Trong quá khứ thì thuận nghe cái câu này này. Thuận không tin. Nhiều năm trước thuận đã từng nghe cái câu này nhưng thuận không tin. Người ta nói là gì ạ? Cái năm 2010 ấy, năm 2010 khi mà thuận tham gia vào một cái chương trình đào tạo của cái anh của một anh này anh này anh ấy anh ấy là anh ấy là giám đốc của cái công ty đa cấp sau đó thì anh ấy anh ấy truyền cảm hứng cho người ta xong rồi anh truyền cảm hứng cho người ta để người ta đi để người ta làm làm giàu xong cuối cùng trong cái lúc mà anh đào tạo ấy thì anh lại nói ra một cái câu như thế này mà lúc đó thuận không hiểu mà thuận cũng không tin anh bảo là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên không biết là trong zoom này mọi người đã từng nghe cái câu là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên gì ạ mưu sự tại nhân thành sự tại thiên nếu mà mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên thì chẳng phải là con người có thể tính toán để làm ăn nhưng mà thành hay bại thì lại không phải do mình à có phải không ạ Tại vì thành hay bại là do trời mà mưu sự tại nhân thành sự tại thiên đó. thế thì vậy là thành hay bại là do trời chứ đâu phải do mình đâu vậy thì làm sao mình có thể thay đổi được cuộc đời của mình đây làm sao để mình có thể đạt được cái cái mục tiêu của mình đây không lẽ là cứ theo sự may mắn hay sao không lẽ là may thì 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 thành mà không may thì 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 thất bại hay sao lúc đó thuận không không hiểu luôn chả hiểu luôn mà cái anh này anh cũng không có giải thích luôn anh chỉ cái nói cái câu là mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên tức là anh muốn phân tích rằng là một người có thành công được hay không ấy, thì đầu tiên phải là do mình có tính toán cái chuyện đó hay không mình có nỗ lực hay không còn lại thì khi đã nỗ lực rồi ấy thì được hay không được đôi khi nó còn do trời nhưng mà mình phải tính trước đã mình phải mình phải nỗ lực trước đã đó thì thời điểm đó thuận chưa có cái khái niệm là phước trong đầu mình nó không có khái niệm phước cho nên là vào lúc đó cũng không có tin vào cái chuyện mà mà tâm linh cũng chẳng tin vào chuyện nhân quả gì đâu cũng không tin vào cái chuyện là có kiếp trước kiếp sau rồi đâu hồi đó vào năm 2010 á lúc đó là vẫn chả có một cái chút nào liên quan đến cái chuyện mà mà nhân quả không có tại vì hồi nhỏ không có được dạy về nhân quả đâu rồi sau đó thì lại đi học thì học về uh, triết học mà triết học Mark Lenin là về Uh, vật chất quyết định ý thức mà cho nên đâu có đâu có tin vào nhân quả và không có cũng không có hiểu hết được cái câu đó vì sau này thì uh, thuận mới hiểu ra được là à mưu sự tại nhân thành sự tại thiên thì ở đây cũng chẳng phải là thành sự hay không là do trời đâu có không phải cũng do mình tất một trăm là do mình hết tính toán làm ăn là do mình đúng rồi nhưng mà đạt được kết quả hay không cũng là do mình luôn chẳng có cái yếu tố nào là do trời hết tất cả là do mình hết vậy thì do mình là thế nào thì giống như chị trang đã bình luận đó, đó là đó là chính là cái phước của mình mà cái phước của mình thì do ai tạo ra à, phước của mình đó là do do mình tạo ra do mình tạo ra đó là mình đã làm những cái việc hữu ích đã làm những việc lành đã làm những việc mà giúp cho người khác vui vẻ hay chưa giúp cho người khác đạt được lợi ích hay chưa mình có làm nhiều hay không mình đã từng làm nhiều hay chưa thì mỗi một lúc mỗi một lần mà ta làm cái điều gì đó để cho người khác hay là chúng sinh khác có được cái sự vui vẻ có được cái những cái điều tốt thì đó là ta đang ta đang thì tạo phước đang tạo phước cho cuộc đời của mình và những cái buổi học trước thì và các anh chị cũng đã thống nhất với nhau là uh, con người chúng ta khi mà uh, sống trong cuộc đời này thì chúng ta làm được rất là nhiều việc đúng không ạ nhưng mà khi mà qua đời thực ra cũng chẳng phải là chết nữa cái từ chết nghe nó hơi tiêu cực mà là khi qua đời khi qua đời tức là khi mà qua qua cái hành trình này ấy khi qua cái hành trình tạm này thì chúng ta sang một cái hành trình mới thì gọi là sang một cái cuộc sống mới thì gọi là khi qua đời. Có thể là những ai đó mà không có tin một cái chuyện là có một cái đời sống, có một cái kiếp sống mới hay là không tin một cái chuyện tái sinh ấy, thì nó hơi 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 khó hiểu cái chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật. Cũng giống như một cái trái xoài từ nhỏ, trái xoài lớn lên rồi sau đó chín, rồi rụng xuống và thối đi. Thì đằng sau cái trái đằng sau cái trái xoài thối á thì nó là cái gì ạ đó là cái cái trái xoài nó đã hóa thành nó đã đã chuyển thành đất rồi một phần trong trái xoài thì chuyển thành nước và và bốc hơi lên thành à, thành hơi rồi sau đó thì nó lại à, nó lại ngưng tụ lại thành mây sau đó thì lại sao ạ Khi mà gặp cái không khí lạnh nó lại nó lại thành nước và nó lại lại rơi xuống đất như vậy thì trái à, xoài sau khi mà mà chết sau khi mà à, chín sau khi mà rơi xuống đất sau khi mà thối đi à, sau khi mà chín đi thì nó lại cuối cùng nó lại trở về với trở về với đất và nó lại chuyển ra thành nước chuyển sang thành các cái chất dinh dưỡng khác còn hạt xoài thì sao ạ cái hột xoài ấy thì nó lại thành nó thành cây đúng không cả nhà nó lại nảy mầm nó lại thành cây nó thành một cái cây mới như vậy trái xoài già đi chết đi chín đi rồi già đi rồi phân hủy ra nhưng mà thực tế thì có một cái một cái mầm sống mới ở đằng sau cái trái xoài đó đằng sau cái trái xoài chín đó, nó vẫn có một cái mầm sống mới thì cuộc đời con người cũng vậy và cái sự già sự sinh sự lớn lên rồi sự già đi và sự chết hay còn gọi là sự qua đời đó thì sau đó lại bắt đầu một cái hành trình mới là sinh mới một cái hành trình là bắt đầu chết không phải là là kết thúc mà chết là bắt đầu cho một hành trình mới có đôi khi sự chết là à, là lên lớp lên lớp tức là là sống một cái đời sống tốt hơn và có đôi khi sự chết là ở lại lớp và đôi khi sự chết là à, xuống lớp <laughs> lên lớp là có một cái đời sống à, tốt hơn còn ở lại lớp thì là quay trở lại sống cái đời sống à, giống như cũ còn xuống lớp là xuống những cái à, sống trong những cái cuộc đời mà à, trong cái môi trường xấu hơn và trong cái lời dạy của bậc giác ngộ ấy thì là người mà thấu được tất cả mọi việc thì có nói rằng có thể à, sau khi à, sau khi chết thì có thể là gì ạ khi qua đời đấy thì có thể là lại rơi vào một trong bốn đường sinh một là có thể là sinh ở trong này à, à, sinh ra kiểu là trong noãn này hay là sinh ra trong bào thai rồi lại có thể là sinh ra bằng cách là à, hóa hóa sinh à, tức là phân đấy Ví dụ như là chúng ta từng thấy là có một cái cái cây đi hay là có một cái con có những cái loài loài mà mà nó sinh bằng cách là nó ngắt đôi cơ thể nó ra thì nó sinh ra một cái một cái từ một con từ một cái một cái một cái, một cái con vật đó, từ một cái chúng sinh đó, từ một cái cơ thể sống nó nó cắt ra làm đôi, nó tự phân đôi à, à phân bào dạng phân Phân chia ra. Tức là có bốn cái con đường sinh đó hay là hóa hóa là tự nhân ra thôi chứ không có phải từ cái gì hết. thì điều đó có nghĩa là qua đời là bắt đầu một cái hành trình sống mới và hành trình sống mới thì như thế nào thì mình cũng không biết luôn. có thể là lên hoặc có thể xuống. và thì cái gì mang theo được, cái gì mang theo được trong cái hành trình mới đó, trong cái cuộc đời sống mới đó, trong cái lúc qua đời đó, thì chỉ có gọi là hai thứ đó chính là gì ạ? đó chính là tội hay là phước mà thôi. Có đúng không cả nhà? Có ai bao nhiêu trong số các anh chị tin là ta có thể mang theo được tội và phước thì bình luận giúp thuận là à, chữ T đi ha, chữ T là mình tin nhé. À, cảm ơn chị Loan. Đó, khi qua đời thì ta có thể mang theo được tội và và phước. Và phước thì à, có thể cho chúng ta thấy rằng điều này giải thích cho chúng ta là vì sao có người sinh ra đã ở trong một gia đình có đầy đủ uh, vật chất, có đầy đủ những cái phương tiện cần thiết, có những đứa trẻ được sinh ra ở trong cái gia đình là có nhà lầu, uh, có xe hơi, rồi cha mẹ thì uh, giàu có, cha mẹ thì am hiểu về về đạo, am hiểu về uh, gọi là uh, về đạo đức, rồi có trình độ, có học thức nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra ở trong những gia đình à, còn nhiều cái sự nghèo khó trong đó thì cha mẹ thì cũng chỉ là những người mà 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 gọi là được học ít rồi cũng không có hiểu nhiều về đạo dẫn đến tình trạng là con sinh ra cũng có nhiều cái hạn chế nhiều cái thiệt thòi hay là có những đứa trẻ sinh ra thì à, không có may mắn đó là không có cha không có không có biết ai là cha của mình cũng không có biết ai là mẹ của mình rồi đôi khi cũng có những đứa trẻ sinh ra một cái một là sao ạ à? cha mẹ thì cũng không còn nữa đó như vậy do đâu mà có ạ à? đó là do do tội hay là phước mà cái người đó đã mang theo trong cái hành trình trong cái hành trình trước đó rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vậy thì uh, ở trong những buổi trước thuận cũng chia sẻ cho mọi người về những gì mà thuận tìm hiểu cũng như thuận may mắn học được từ những cái lời dạy của bậc giác ngộ về cái cách để mà tạo phước cho mọi người và trong cái buổi ngày hôm nay thì trước khi mà học về cái phương pháp uh, uh, thực hành phương pháp ngày hôm nay thì thuận chia sẻ lại cho mọi người một cách uh, một cách uh, rõ ràng một cách ngắn gọn về những cái cách thức để cho chúng ta có thể là có 10 cái 10 cái phương pháp 10 cái 10 cái phương pháp để giúp cho mọi người dễ nhớ dễ thuộc và và dễ áp dụng đó là 10 cái cách để cho mình có thể à, tạo phước có 10 cách để giúp cho người ta tạo phước trong đó thì à, chúng ta dùng một cái từ một cái từ chung luôn đó là gì ạ một cái câu chung luôn đó là gì ạ Tạo phước là chúng ta làm cái điều gì đó hữu ích cho người khác để cho họ được vui. Để họ có lợi ích thì đó chính là tạo phước. Và khi mà làm ấy mà không có mong cầu báo đáp thì nó chuyển thành phước, còn làm mà mong để lấy được công thì tức là chúng ta đang thì làm việc để để lấy công thôi, còn làm giúp cho người ta, cho người ta có cái lợi ích nhưng mà không có không có mong cầu đền đáp thì đó chính là mình đang thể tạo phước không chỉ là làm cho con người mà chúng ta còn làm cho các cái chúng sinh khác cho con vật cho môi trường cho cộng đồng Đấy. đem lại cái lợi ích thì đó đều là làm phước hết như vậy điều thứ nhất là cho đi mà không cần đền đáp và điều thứ hai không có làm gì cả mà chỉ là hưởng thụ ít đi hưởng thụ ít thôi cũng là tạo phước hưởng thụ ít và điều thứ ba là sẵn sàng chịu thiệt vì lợi ích chung khi mà làm một cái điều gì đó ta sẵn sàng là vì mọi người và ta vì cái lợi ích chung mà ta sẵn sàng chịu thiệt cho bản thân mình đó cũng chính là đang tạo phước tha thứ cho người khác tha thứ cho người là mình à, đang tạo phước vậy cho nên là để cho cuộc đời của mình nó hanh thông hơn thì chúng ta bỏ đi cái sự uh, sân si, bỏ đi cái sự uh, sân hận á và rộng lòng, rộng lượng để tha thứ cho người khác. Biết ơn từ những điều nhỏ bé. Biết ơn cũng chính là tạo phước và cái hành trình mà chúng ta đang học trong 30 ngày này đó chính là học cái cách để chúng ta có nhiều phước hơn để tạo ra nhiều phước hơn. Bởi vì chúng ta đang học biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Rồi từ bỏ những cái ý nghĩ tiêu cực. Mà muốn từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực thì chúng ta phải làm chủ suy nghĩ của mình. Và mọi người nhớ là à, suy nghĩ của chúng ta trong tâm trí của chúng ta, cái ly của thuận để đây mấy ngày rồi cái màu nó cũng đổi sang màu vàng vàng luôn rồi. <laughs> suy nghĩ của chúng ta, tâm trí của chúng ta nó cũng giống như cái ly này tâm trí của ông ta nó cũng giống như cái ly này hiện tại bây giờ thì cái ly này không có một tí nước nào hết trong cái ly này hiện tại nó không có nước vậy thì trong ly này không có nước thì nó có cái gì mọi người mọi người có biết là trong ly này không có nước thì hiện tại nó đang có cái gì không ạ mọi người rút thuận bình luận vào trong phần ô chat đi ạ trong cái ly này hiện tại nó không có nước thì nó có cái gì ở trong ạ à nó có không khí ở trong rồi cảm ơn chị huyền cảm ơn chị hương giang rất tuyệt vời cảm ơn chị đào cảm ơn uh, anh cao cảm ơn hoàng thủy cảm ơn chị thúy bây giờ mọi người chỉ cho thuận cách lấy nước lấy không khí ra khỏi cái ly này đi ạ bây giờ làm sao để mình lấy không khí này ra được ạ nếu bây giờ mà mình lấy tay mình mình bốc không khí ra được không cả nhà à mọi người bình luận rất là nhanh nếu như ta nỗ lực lấy không khí ra thì ta sẽ thất bại ngay lập tức đúng không ạ bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng nếu mình nỗ lực lấy không khí ra là mình sẽ thất bại ạ nếu nỗ lực lấy không khí ra là thất bại ngay lập tức bây giờ lấy không khí ra thì mình sẽ làm gì ạ lấy tay và bốc không khí ra này bốc ra rồi thổi thổi để cho không khí đi ra ngoài rồi hút hút à, dùng máy để hút dùng máy hút những phương pháp đó gọi là nỗ lực để lấy không khí ra đều thất bại và để lấy không khí ra khỏi cái ly này đây là một bài học quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nếu mọi người biết áp dụng cái bài học này trong cuộc sống của chúng ta thì mọi người sẽ có được cái sự sẽ thay đổi cuộc sống một cách ngoạn mục luôn để lấy được không khí ở trong cái ly này ra lấy được không khí ra thì đừng có nghĩ đến cái chuyện là làm để tìm cách để lấy không khí ra mà hãy nghĩ cách để rót nước vào. Chỉ cần rót nước vào thôi. Chỉ cần rót nước vào và chúng ta chỉ cần rót nước vào thì nước vào đến đâu không khí bị đẩy ra ngoài đến đó. Nước vào đến đâu, không khí bị đẩy ra ngoài đến đó. Và lúc này một cái ly đầy nước, tức là còn nhiều cái không khí hay là ít không khí ở trong ly ạ? khi chúng ta rót đầy nước vào trong ly này thì lúc này không khí còn nhiều hay ít mọi người không khí ở trong ly còn nhiều hay ít mọi người rút thuận bình luận đi ạ à rất là ít đúng không ạ còn nhưng mà rất là ít cũng vậy trong cuộc sống của chúng ta nó có hai cái điều đó là tiêu cực và tích cực tiêu cực và tích cực cũng vậy ở trong tâm trí của chúng ta nó cũng có hai cái luồng suy nghĩ là tiêu cực và tích cực. Ta mà nỗ lực không suy nghĩ tiêu cực thì nó rất là khó. Ta chỉ cần chủ động suy nghĩ tích cực thì khi mà suy nghĩ tích cực đủ nhiều thì cái suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tiêu cực nó sẽ giảm dần và nó nó sẽ biến mất. Và điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có nghĩa là khi chúng ta thực hành lòng biết ơn Là ta đang suy nghĩ tích cực Vậy thì cái suy nghĩ tiêu cực nó sẽ tan biến đi Nó sẽ không còn nữa Bao nhiêu trong số các anh chị đã có được cái trải nghiệm này rồi Và thấy điều này là đúng rồi thì bình luận chữ D và giúp thuận Hoặc bình luận là đúng giúp thuận Khi ta thực hành, thực hành lòng biết ơn Thì suy nghĩ tiêu cực nó không còn nữa Đó rồi cảm ơn cả nhà Cái này gọi là nguyên lý Nguyên lý cái ly À, nguyên lý là gì nguyên lý cái à, nguyên lý về cái ly đi ha gọi là nguyên lý về cái ly đừng nỗ lực lấy không khí ra mà hãy chủ động rót nước vào nước là tích cực còn không khí là tiêu cực thì cái đầu của chúng ta ấy đừng có nỗ lực để không suy nghĩ tiêu cực mà chỉ cần nỗ lực suy nghĩ tích cực thôi thì tự động cái tiêu cực nó sẽ biến nó sẽ biến mất Vậy bây giờ này, áp dụng cái này trong cuộc sống này. Ví dụ này. Ví dụ này. Con của mình nó chơi game. Nó là tiêu cực hay là tích cực cả nhà? Bình luận cho thuận. Nếu con nó mê game thì đó là tiêu cực hay tích cực? Con nó mê game ấy thì là tiêu cực hay tích cực? À tiêu cực thế nếu bây giờ mình tìm cách mình ngăn không cho con mình chơi game mình cấm con mình chơi game mình tìm cách để cho con mình nó không chơi game nữa thì mình đang tập trung vào tiêu cực thì nó giống như không khí đúng không ạ nó giống như không khí vậy thì nếu mà mình tập trung vào cái việc mà làm cho con mình không chơi game nữa thì có phải là giống như cái việc mà mình đang nỗ lực lấy không khí ra khỏi cái ly không mọi người thấy có đúng không có phải là nếu như mình nỗ lực để mình tập trung vào cái chuyện con chơi game sau đó thì mình nỗ lực mình làm cho con mình nó mình muốn làm cho con mình nó không chơi game nữa hoặc là mình muốn cho con mình cai game hay là cái gì đó đại loại là mình tập trung vào cái chuyện con mình đang chơi game và mình muốn giảm cái chuyện đó thì là mình đang thì nỗ lực lấy không khí ra khỏi cái ly đúng không ạ? Và việc này là khó hay dễ? Việc này là khó hay dễ? À khó, đó là tuyệt vời. Vậy bây giờ mình phải làm gì để cho nó cho nó dễ đây Mình phải làm gì Mình phải làm gì Nếu con mình nó đang mê game Nó đang chơi game suốt ngày từ sáng đến tối Mà mình tập trung vào cái chuyện Là không cho nó chơi game nữa Tức là mình đang tập trung vào cái chuyện là Là lấy không khí ra khỏi cái ly Mà lấy không khí ra khỏi cái ly thì lấy không được Tức là bây giờ mà tìm cách để không cho nó chơi game nữa bằng cái cách là tập trung vào cái việc nó đang chơi game và tìm cách không cho nó chơi game nữa là không có được vậy làm thế nào làm thế nào đây theo nguyên lý này thì phải làm thế nào đây thay vì không cho con chơi game thì thì bây giờ cái phần tích cực là gì tiêu cực là con đang chơi game vậy tích cực là gì tích cực là gì và chúng ta cũng đã có một cái buổi mà thuật định nghĩa cho mọi người là tiêu cực là đi ngược với cái điều mình muốn còn tích cực là đi xuôi theo cái điều mình muốn đúng không ạ thì gọi là tích cực đúng không ạ đi ngược với cái điều mình muốn gọi là là tiêu cực mà đi xuôi theo cái điều mình muốn gọi là tích cực. Vậy thì nếu mà hướng đến cái chuyện con chơi game thì là tiêu cực. Vậy thì cái điều mình muốn trong tình huống này là gì? Anh Cao nói là cho con làm việc tốt. Chị Loan là cùng chơi với con. Cho chơi game ít lại, cho chơi game ít lại lại mình cho chơi game ít lại là mình đang tập trung vào cái việc là lấy không khí ra khỏi cái ly. Không có được. À chị Huyền nói là cho nó tham gia các hoạt động khác. Rồi, cho nó tham gia, cho con mình tham gia vào những hoạt động mà mà lành mạnh đúng không ạ? Tạo cho con mình cái môi trường để con mình tham gia vào các hoạt động lành mạnh. Là mình đang thì rót nước vào trong ly. Đúng không ạ? Vậy thì điều đó có nghĩa là gì đây? có nghĩa là gì ạ lấy ví dụ xem bây giờ thay vì con mình nó đang chơi game mà mình muốn cai game thì mình áp dụng theo nguyên lý cái ly này thì mình sẽ làm gì nào mình đừng có tập trung vào cái chuyện mà cấm nó chơi game nữa bởi vì cấm nó chơi game là mình đang tìm cách lấy không khí ra khỏi cái ly không có làm được vậy bây giờ mình sẽ làm cái gì trong zoom này chắc là cũng đang có nhiều người đang có nhiều cha mẹ con đang trong độ tuổi mà nó đang còn chưa biết được việc gì đúng việc gì sai cho nên có khi nó rất là thích coi điện thoại mới rất là thích chơi game đúng không ạ vậy thì bây giờ mình hiểu cái điều này mình áp dụng vào trong cuộc sống thì từ đó tự nhiên là gia đình nó sẽ vui vẻ thôi rồi chị nguyễn thị văn mỹ hả chị mỹ nói là rủ con chơi các hoạt động khác đó chị thúy là hướng con tham gia các hoạt động khác chị loan là con mình thích lego nên hướng về cách đó à, cho con mình chơi lego mua đồ chơi khác cho con là cái điều đầu tiên đúng không à. ạ mua đồ chơi khác cho con là điều đầu tiên nhà thuận là mua cái xe đạp cho con <laughs> từ ngày mua xe đạp cho con này kia là nó cứ chạy xe vậy đấy đi tập thể dục mình chạy xe ngày xưa thì uh, có cái đôi trượt ba tin mua cái đôi trượt ba tin cho con này con thỉnh thoảng ra công viên Con trượt từ cái hồi thì con bị <laughs> con bị <laughs> con bị trời à, con trượt ba tin không biết con trượt kiểu gì mà ngã gãy tay xong từ bữa đó giờ chưa có chưa có trượt lại nữa nhưng mà chạy xe đạp khi mà tại vì trong một ngày nó chỉ có tối đa là 24 giờ thôi nếu như bây giờ nó đang chơi game là 10 tiếng một ngày mà bây giờ mình mua thêm cái xe đạp về cho con sau đó nó đi chạy xe đạp một tiếng thì tức là chơi game còn giảm xuống còn còn 9 tiếng đúng không cả nhà mình không cần phải nỗ lực để cho nó chơi gọi là không cho nó chơi game nữa mà chỉ cần mua cái xe đạp về cho nó chơi cho nó đi xe đạp thôi một tiếng thì nó đã giảm được thêm một tiếng cho anh em nếu bây giờ mình dành ra một tiếng để chơi với con đánh cờ đi mình dành ra một tiếng hồ để ngồi đánh cờ cùng với con thì nó giảm thêm được một tiếng chơi game nữa là thành nó chỉ còn có 8 tiếng thôi Thuận đang lấy ví dụ vậy nhá giảm 8 tiếng đúng ạ thế mình lại kể chuyện cho con nghe thêm một tiếng nữa mình mua sách về thuận có cái bộ sách là thuận có một cái bộ sách 8 cuốn hay là 10 cuốn đấy về cuộc đời của các doanh nhân của các ví dụ như của Einstein, của Newton, của Donald của Obama, Barack Obama. Đấy, thuận mua một cái bộ 10 cuốn nó về. Thế thì nếu mà con chưa biết đọc thì mình mua về mình đọc cho nó, mỗi một ngày mình dành ra khoảng nửa tiếng đến tiếng hồ mình ngồi mình đọc cho nó nghe, mình đọc từ từ thôi. Mình đọc từ từ thôi sau đó để cho nó nghe. Rồi bắt đầu vừa đọc thì vừa hỏi nó, vừa chơi với nó, vừa nói chuyện với nó. Thế là mình giảm được thêm một tiếng không nó chỉ còn chơi game có 7 tiếng thôi còn có 6 tiếng nữa thôi Còn có 6 tiếng nữa thôi đúng không ạ Còn có 7 tiếng nữa thôi Sau đó thì mình lại chơi đá cầu với nó thêm tiếng nữa Hoặc là mình kêu mấy đứa nhỏ quanh quanh lại Chơi với đá cầu với nó Mình mua cầu với nó để chơi Thêm tiếng nữa tập thể dục Là nó chỉ còn có Còn có 6 tiếng thôi Mọi người hình dung đến cái điều này không ạ Theo mọi người như vậy dễ không Làm theo cách này có dễ không Có dễ hơn là cái việc cấm nó chơi game không À, dễ hơn đúng không ạ? Nếu mà chúng ta biết, chúng ta hiểu thì chúng ta hãy giúp cho những người mẹ, người cha ở ngoài kia, họ đang không biết làm thế nào hết. Bằng chứng là ở trên internet người ta gõ cái từ khóa là con chơi game ấy, mê game ấy rất là nhiều, tức là rất là nhiều gia đình đang gặp phải cái tình trạng đó nhưng họ không biết làm thế nào. Họ cứ tìm cách để cấm con không cho con chơi game không ạ? À? Mà họ không biết rằng là cấm là không có được tại vì lấy ly lấy không khí ở trong ly ra là không có được mà phải cho cái mới vào rót nước vào rót sữa vào thì không khí nó tự nó ra ngoài cho nên nếu như mà mình hiểu cái nguyên lý này rồi mình áp dụng cho con nhà mình đi sau đó mình có cái trải nghiệm đi rồi sau đó mình chỉ cho người ta ở ngoài kia nhiều người lắm các anh chị không tin thì các anh chị uh, thử post lên một cái bài nếu như các anh chị có bạn bè trên facebook post lên một cái bài là chia sẻ bí quyết cách giúp con là không mê game Thử xem người ta có quan tâm nhiều không Và nếu như mà mình mà giỏi về cái chuyện này ấy Mình có trải nghiệm đi Sau đó mình giỏi về cái chuyện này Thì mình hướng dẫn cho người ta Đem lại lợi ích cho người là mình đang tạo phước Rồi nếu mà mình có nhu cầu lấy tiền thì mình Mình bán ra một cái chương trình như vậy là 500, 700, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu ấy đó Thì Phong thấy làm có, có cái khóa học là cái gì à, Khóa học gì mà giúp con không mê game thì Phong thấy bán là mầm đó Mọi người hiểu không ạ? đó rồi vậy thì sao ạ à? vậy thì thuận đi học thầy quên nớt thầy mới nói như này nè thầy mới nói là phải dạy cho con chơi cờ tướng phải dạy cho con chơi cờ vua và phải ngồi chơi với con ít nhất là trong ngày cũng dành ra tầm khoảng 30 phút đến tiếng hồ ngồi chơi cờ với con dạy cho con chơi vì sao vì chơi cờ tướng và học cách chơi cờ tướng là học cách để tính lên kế hoạch lên kế hoạch trước và một người có cái khả năng để lên kế hoạch trước cho cuộc đời của mình cho những cái việc mình làm tính trước một nước hai nước cờ nếu có thói quen tính trước một nước hai nước cờ là người đó sau này sẽ thành công trong cuộc sống bởi vì họ biết chuẩn bị trước cho những cái sự kiện trong cuộc đời của họ cho nên thầy quân đất thầy mới nói là phải mua bộ cờ về Đừng có cho nó chơi với máy Đừng có chơi với, với máy tính Chơi với máy tính thì cũng là chơi game thôi Đúng không ạ? Thầy bảo là đừng có cho nó chơi với máy tính Mà hãy mua bộ cờ thật về mà ngồi chơi với con Rồi sau đó thì nói chuyện với con Thầy nói là Con cái không kết nối được với cha mẹ Một phần là do cha mẹ ỉ lại là vì có máy tính rồi Cho nên con nó hỏi cái gì cũng, lên, cũng chỉ con vào trong máy tính mà tìm hiểu Thay vì vậy ta phải để cho mình cũng có một cái phần nào đó ở trong cuộc sống của con bằng cách là khi con nó có cái nhu cầu tìm hiểu cái gì đó thì bản thân ta hãy giúp con bằng cách chính ta là cái người mà nói chuyện với con, nói cho con hiểu để cho nó vẫn còn có cái sự kết nối để cho nó vẫn nhận thấy là ta vẫn đang còn cái 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 gọi là vai trò gì đó trong cuộc đời của con cho nên thầy khuyên là nói chuyện với con hàng ngày phải nói chuyện với con phải dành thời gian để nói chuyện với con phải dành thời gian để chơi cờ với con chơi cờ vua đấy cờ vua cờ tướng đấy cờ vua dễ chơi lắm mọi người ơi thuận mới thuận biết đánh cờ tướng lâu rồi nhưng mà cờ vua thì thuận mới học thôi và thuận thấy dễ chơi lắm chơi vui lắm đánh cờ với thằng con trai cờ từ cờ vua vui lắm với con gái thì chơi cờ gì hả con gái thì chơi cờ vua cũng được thôi cờ vua rất là dễ dễ chơi cờ vua dễ chơi cực luôn à, gì nữa à, cờ vua cờ vây cờ úp, cờ vây đi, cờ vây, rồi chơi cờ caro, cờ caro chứ lợi hại lắm nha mọi người. Cờ caro là phải tính trước nước đi đấy, cho nên chơi cờ caro thuận nhớ ngày xưa thuận hồi nhỏ thuận cũng hay chơi cờ caro, thì cờ caro cũng lợi hại lắm. Nói tóm lại là phải dành thời gian chơi với con. Khi mà mình, khi mà mình dành thời gian mình chơi với con thì tự nhiên nó sẽ có những bạn nó chơi mà. Thằng con nhà thuận thuận hay kể cho mọi người nghe đấy, có cái ngày mà thuận nói là Sao con chơi game nhiều thế? Đấy là lâu rồi ấy, quá khứ lâu rồi. Giờ không còn cái chuyện đó nữa. Thì con nó bảo là ba ơi con không chơi game thì con biết làm gì bây giờ? Ồ mọi người nghe thấy chưa? Con không chơi game thì con biết làm gì bây giờ? Nhất là ở nông thôn thì còn có chỗ mà đi chơi với bạn bè chứ ở thành phố thì chơi với ai đâu. Ở thành phố này thì nhà nào biết nhà đó thì đâu biết chơi với ai đâu. Con nó trả lời cho một câu là con không chơi game thì biết làm gì bây giờ ba? Đó. Cho nên là đừng có Đừng có nỗ lực để con không chơi game Bởi vì như vậy mình đang làm ngược với lệnh tự nhiên Mà hãy tạo ra những cái những cái hoạt động mới Để giúp cho con Để chơi với con Hoặc là để cho con tham gia vào Cho con tham gia vào những cái những cái hoạt động mới Trong đó có thể là hoạt động đọc sách Hoạt động thể thao Những hoạt động ví dụ nơi nấu ăn Nấu ăn Dạy cho con nấu ăn Đó rồi mọi người hiểu chỗ này không ạ rồi mọi người cố gắng thực hành nha nỗ lực thực hành sau đó thì khi mà mình có trải nghiệm rồi thì mình giúp cho những người cha người mẹ ở ngoài kia đang nhiều người lắm thuận biết nhiều người ở ngoài kia họ không biết làm thế nào để giúp cho con họ không bỏ chơi game đâu thuận còn nhớ là mới đây thôi thì cũng có một chị là nhắn đến nói là bây giờ con nó chơi game quá thầy ơi mà bây giờ mình mà không cho nó chơi game là nó chửi luôn không cho nó chơi game lấy điện thoại còn cấm không cho nó cầm điện thoại là nó chửi luôn nó chửi bậy chửi bạ luôn thì bây giờ phải làm như thế nào thì cái câu chuyện là nếu như mà không có người nào chơi với nó thì nó chơi game là đúng rồi thì cứ kệ cho nó chơi game đi đúng không ạ tại vì có ai chơi với nó đâu không lẽ giờ nó ngồi yên mình không lẽ nó ngồi yên một chỗ bây giờ mà con mà nó lại cứ ngồi yên một chỗ nó không nói gì cả thì cũng lo ấy chứ phải không các anh chị bao nhiêu các anh chị thấy rằng mà con mình nó cứ ngồi yên một chỗ từ sáng đến tối ấy thì mình lo mình phải đưa nó đi khám bác sĩ thì bình luận vào lo nó ngồi yên một chỗ nó không chơi game thì chả đem đi khám bác sĩ sao lo quá đi luôn đấy chứ cho nên nó chơi game còn mừng đúng không ạ nó chơi game còn mừng nhưng mà bây giờ nó chơi game ở mức độ vừa phải thôi thì muốn vậy thì mình phải tạo môi trường cho con mình phải mua thêm đồ chơi cho con thuận là rất là thích mua đồ chơi cho con con thích đồ chơi gì mình sẽ mua đương nhiên là nó ở trong một cái mức độ nào đó nhưng mà thuận rất là thích mua đồ chơi cho con bởi vì nhờ vậy thì con nó mới khám phá nhiều thứ Rồi Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Như vậy nói về cái phần là Là từ bỏ những cái à, Từ bỏ đi những cái ý nghĩa tiêu cực Rồi biết ơn từ những điều nhỏ bé Và chúng ta cần phải gì ạ Từ bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực Những cái ý nghĩa tiêu cực Thì cái cách mà từ bỏ ý nghĩa tiêu cực Thì như vừa rồi phân tích Là hãy hãy nhớ cái nguyên lý về cái ly Mọi người nhớ giúp thuận nguyên lý về cái ly nhá Vậy thì trong cuộc sống nếu như ông chồng nhà mình mới đi nhậu Ông chồng nhà mình mà hay nhậu Mà mình tìm cách mình ngăn không cho nhau ông nhậu nữa Mình nói là anh ơi anh nhậu nhiều quá anh đừng có nhậu nữa Là mình đang tập trung là lấy không khí ra khỏi ly Hay là hay là tập trung rót nước vào ly Mọi người thử nghĩ thế nào Nếu như ông chồng mình ông chồng đi nhậu Mà mình cằn nhằn Và mình tìm cách mình ngăn Thì là mình đang tập trung vào cái gì Tập trung vào tích cực hay là tiêu cực à, Lấy không khí ra đúng không ạ Thì có được không không được đúng không ạ? Cho nên nếu mà ông chồng ông ấy đi nhậu Thì mình phải làm gì? Mình phải làm sao mà? Mình phải làm sao mà mình hấp dẫn hơn là cái cuộc nhậu đó Hấp dẫn hơn bạn nhậu <laughs> Làm sao để mình hấp dẫn hơn bạn nhậu Để cho mỗi lần ông đi nhậu mà không có mình là ông không chịu không nổi Thành ra ông phải ở nhà của ông mình Cho vào trong gia đình của mình những hoạt động mới và cả gia đình mình cùng cùng làm thì trong đó ông ấy dành có hai giờ thôi thì bây giờ ông ấy dành ra một giờ để đi cùng với lại gia đình của mình rồi thì rõ ràng là đi nhậu còn có một giờ thôi còn nếu mà ông đi nhậu một giờ thì bây giờ mình cho hoạt động mới vào 30 phút thì cuối cùng ông chỉ còn 30 phút thôi đó rồi cảm ơn cả nhà đấy là về cái việc là ứng dụng cái nguyên lý cái ly này vào trong cuộc sống Hiểu rõ luật tự nhiên Hiểu rõ luật tự nhiên Luật tự nhiên là luật nhân quả Luật tự nhiên là luật trong ngoài Còn rất là nhiều những cái luật khác nữa Lúc nào Thuận chia sẻ sau Chỉ nói những lời mang lại lợi ích cho người Cái này là là trong quá khứ Thuận cũng không có biết này Cho nên mình cứ nghĩ là mình thật đấy Mình cứ nghĩ là thật mới lại mình chân thành ấy Đâm ra nhiều khi mình góp ý người ta Mà mình góp ý thì đúng là góp ý thì mang lại lợi ích cho họ rồi đấy nhưng mà góp ý không đúng lúc cũng không tốt. Góp ý thật quá cũng không thẳng quá cũng không tốt. Cho nên thôi từ chỉ nói những cái lời mà mang lại lợi ích. Như vậy nếu ai đó mà có cái lỗi mà mình chỉ lỗi họ đôi khi cũng không hay, đôi khi cũng không có, không có ích. Có ích cho họ đấy, nhưng mà nó không có ích cho cái nó không có đem lại được cái cái hiệu quả thì cũng không có, không có nói. Đấy. Hiểu và thực hành đạo đức theo luật tự nhiên. Đạo đức theo luật tự nhiên chứ không phải đạo đức đức theo một cái tôn giáo nào hết, cũng không phải đạo đức theo theo quan điểm của một người nào hết mà là đạo đức theo luật tự nhiên. Mà luật tự nhiên là gì? Luật tự nhiên là Luật tự nhiên là gì ạ? Luật tự nhiên là mọi loài đều mọi loài đều ham sống sợ chết, luật tự nhiên là vậy đấy. Cái cây nó cũng sợ chết luôn. Cho nên chúng ta bảo vệ sự sống cho muôn loài đó là đạo đức theo luật tự nhiên và bản thân thuận thì áp dụng đó là ngũ giới, thực hành ngũ giới đó chính là thực hành đạo đức theo luật tự nhiên. Không có theo tôn giáo, không có phải theo tôn giáo nào hết mà là theo luật tự nhiên. Và điều thứ 10 là giúp người khác hiểu rõ luật tự nhiên mà thực hành trong đời sống, tức là giúp cho người khác hiểu về nhân quả giúp cho người khác hiểu về về đạo đức theo luật tự nhiên giúp cho người khác hiểu cái cách tạo phước giúp cho người khác hiểu những cái điều mà chúng ta chia sẻ từ điều 1 đến điều thứ 9 này và thực hành trong đời sống của họ thì đó cũng chính là chính là tạo phước như vậy tạo phước là giúp cho người khác vui giúp cho người khác có được lợi ích và cụ thể ra thì nó là 10 cái việc như thế này ok chưa cả nhà đấy là thuận ôn lại một chút xíu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì à, ngày hôm nay ấy thì chúng ta học cái phương pháp là thực hành phép màu với cái phương pháp là kết quả nhiệm kết quả tuyệt diệu. Tức là gì ạ? Tức là chúng ta sẽ chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay chúng ta làm cái gì, ngày hôm nay chúng ta làm cái gì và chúng ta mong muốn kết quả như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta liệt kê ra những việc cần làm. Và sau đó thì chúng ta ngồi ghi ra luôn là cái việc đó thì chúng ta mong muốn kết quả như thế nào. Kết quả như thế nào là kết quả mà chúng ta ưng ý nhất. Sau đó thì chúng ta hình dung là cái kết quả đó nó đã đến với chúng ta. Hình dung rằng cái việc mà chúng ta cần làm ngày hôm nay nó đạt được cái kết quả giống như những gì mà chúng ta chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta cảm ơn về cái kết quả đó trước cả khi nó xảy ra. Thì đó là phương pháp Thực hành lòng biết ơn, kết quả tuyệt diệu. Và bây giờ thuận sẽ đọc cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người chi tiết. À, chúng ta sẽ ôn lại công thức niệm màu, đó là chúng ta sẽ suy nghĩ và nói từ niệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm ơn trong mọi hoàn cảnh. Khi mà bạn suy nghĩ và nói từ niệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn và khi bạn càng cảm thấy biết ơn và càng cảm nhận lòng biết ơn thì bạn càng nhận được nhiều cái sự đủ đầy và cuộc sống ra sẽ thay đổi theo hướng tích cực có một cái câu nói rằng bạn cầu nguyện trước khi ăn tốt thôi nhưng tôi cầu nguyện trước vào mỗi buổi hòa nhạc hay opera trước các vở kịch và buổi diễn và cầu nguyện trước khi đọc sách và cầu nguyện trước khi vận động vẽ bơi lội đấu kiếm đống bốc đi bộ chơi thể thao nhảy nhót và cầu nguyện trước khi chấm chiếc bút vào lọ mực đây là câu nói của ông gì tiếng anh đấy chất tơ tôn ông ấy nói rằng ông ấy cầu nguyện trước mọi hoạt động ông ấy cầu nguyện và biết ơn trước mọi hoạt động trước mọi cái hoạt động mà ông ấy làm biết ơn cầu nguyện trước cả khi mà chuẩn bị viết một cái điều gì đó thì ông cũng cũng à, cũng nghĩ đến cái kết quả tốt trước khi ông viết chúng ta ai cũng muốn nhận được kết quả tốt đẹp trong mọi việc bằng cách cầu nguyện cùng với lời cảm ơn trước khi thực hiện việc gì đó nhiều người trên thế giới và trong lịch sử nhân loại đã sử dụng phép màu của lòng biết ơn để có kết quả như ý sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hoặc tôi hy vọng chuyện này sẽ ổn hoặc mình sẽ cần nhiều may mắn đây. Nhưng cuộc sống không diễn ra một cách ngẫu nhiên hay phụ thuộc vào vận may. Quy luật của vũ trụ vận hành một cách tự động và tuyệt đối chính xác. Bạn có thể tin tưởng vào quy luật này. Người phi công không hy vọng rằng các quy luật vật lý sẽ vận hành tốt trong suốt chuyến bay. Bởi vì anh ta biết rằng các quy luật sẽ luôn chính xác. Mỗi sáng thức dậy, bạn đâu có hy vọng rằng trọng lực vẫn tồn tại để giữ bạn trên mặt đất, bởi vì bạn biết rằng quy luật của trọng lực sẽ không bao giờ có sai sót. Nếu bạn muốn có kết quả tuyệt diệu trong mọi việc mình làm thì bạn phải sử dụng quy luật chi phối các kết quả ấy, đó chính là luật hấp dẫn. Có nghĩa là bạn phải sử dụng suy nghĩ và cảm xúc để thu hút những kết quả tuyệt diệu đến với mình và việc biết ơn kết quả tuyệt diệu chính là một trong những cách thực hiện dễ nhất. Rõ ràng điều mình muốn trong tâm trí và biết ơn về những cái điều mình muốn đó, biết ơn về cái kết quả đó trước cả khi nó xảy ra, đó là phương pháp của ngày hôm nay. Phương pháp kết quả tuyệt diệu có nghĩa là biết ơn trước khi bạn làm điều gì đó. Bạn có thể biết ơn vì kết quả tuyệt diệu sau buổi họp, buổi phỏng vấn, hoặc một kỳ thi, kết quả tuyệt diệu sau một trận đấu, một cuộc điện thoại, gặp bạn hay ra mắt mẹ chồng. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu của những bài tập thể dục hàng ngày, của lần khám, thăm khám bác sĩ thú y, những lần kiểm tra sức khỏe hay nha khoa định kỳ. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu khi một người thợ điện, thợ nước hay nhân viên bán hàng đến nhà bạn. Kết quả tuyệt diệu khi họp mặt gia đình với con cái về hành vi của chúng hoặc những lần tâm sự với bạn đời. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu khi mua thứ gì đó, chẳng hạn như quà sinh nhật, nhận đính hôn, váy cưới, hoặc kết quả tuyệt diệu có được từ chiếc điện thoại mới, thảm trải sàn, ga giường hay ga giường mới hay là việc đổi mới cơ cấu công ty. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu của việc đặt chỗ tại nhà hàng hoặc một vị trí ngồi thuận lợi trong buổi hòa nhạc kết quả tuyệt diệu cho những lá thư và email gửi đến bạn hàng ngày hay khoản tiền hoàn thuế trong năm bạn cần tin tưởng vào sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn đối mới có thể tạo ra kết quả tuyệt diệu bạn có thể vẫy ngón tay trong không khí và tưởng tượng rằng mình rắc bụi phép màu phủ lên toàn bộ sự việc mà bạn mong muốn đạt được kết quả tốt một thời điểm khác có thể sử dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu là khi có điều không ngờ xảy ra trong ngày, khi điều bất ngờ xảy ra, thông thường chúng ta sẽ ngay lập tức kết luận rằng có gì đó không ổn. Ví dụ như khi đến chỗ làm và nghe nói rằng sếp muốn gặp ngay, gặp mình ngay, vấn đề vấn đề của việc kết luận ngay lập tức và nghĩ rằng có gì đó không ổn, đó là bạn sẽ hút những điều mình suy nghĩ và cảm nhận theo quy luật hấp dẫn. Vậy nên, thay vì kết luận ngay và nghĩ rằng có gì đó không ổn, hãy tận dụng cơ hội để tạo ra phép màu bằng cách cảm ơn kết quả tuyệt diệu. Tức là khi mà có một cái điều gì đó bất ngờ xảy đến, thì thay vì chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều tiêu cực, thì chúng ta hãy là hình dung rằng đó là một cái điều tốt và hãy cảm hãy cảm ơn cái hãy hình dung về một cái kết quả tốt mà chúng ta mong muốn trong cái tình huống đó sau đó thì cảm ơn cái kết quả đó trước cả khi nó xảy ra đó gọi là À, cảm ơn kết quả tuyệt diệu nếu bạn lỡ xe buýt hay tàu điện khi đi làm lỡ chuyến bay hoặc đột nhiên bị hoãn thay vì nghĩ rằng thật tệ thật thì hãy biết ơn kết quả tuyệt diệu điều này sẽ khởi động phép màu và giúp bạn nhận được kết quả tuyệt diệu nếu bạn có con và được yêu cầu đến buổi họp phụ huynh để nói chuyện về con mình thay vì nghĩ rằng có vấn đề gì đó thì hãy biết ơn kết quả tuyệt diệu nếu bạn nhận được một cuộc điện thoại email hay lá thư bất ngờ và suy nghĩ đầu tiên hiện ra là không biết có chuyện gì không thì hãy ngay lập tức cảm thấy biết ơn kết quả tuyệt diệu trước khi nhận được điện thoại, mở email hay bì thư. Tức là nếu như có một cái cuộc gọi lạ đến với chúng ta thay vì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái điều gì đó nó không tốt thì hãy hãy nghĩ để hãy nghĩ rằng đây là một cái tin tốt lành và cảm ơn về tin tốt lành trước khi bắt điện thoại để nghe. Đấy, đó là phương pháp là kết à, biết ơn kết à, thực hành phương pháp kết quả tuyệt diệu hay là khi mở email ra thì trước khi mở thì chúng ta cũng nghĩ rằng đây là một cái email hữu ích một cái email tốt một cái email mà có cái thông tin hữu ích và chúng ta à, cảm ơn về những cái thông tin tốt đẹp đến với chúng ta thông qua cái email này sau đó thì hãy mở ra phần lớn thời gian bạn sẽ nhìn thấy và trải nghiệm kết quả tuyệt diệu như đã yêu cầu và thỉnh thoảng bạn không biết sự việc bất ngờ ấy sẽ mang lại lợi ích gì nhưng nếu bạn yêu cầu kết quả tuyệt diệu và thật sự cảm thấy biết ơn nó thì lúc ấy bạn đã sử dụng quy luật hấp dẫn và bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt diệu vào một thời điểm nào đó, tại nơi nào đó. Mỗi khi bạn nghĩ rằng cuộc sống đang chơi trò may rủi với mình hoặc mình không thể kiểm soát được thứ gì đó hoặc khi bạn hy vọng điều gì đó tốt đẹp, hãy nhớ rằng quy luật hấp dẫn không dựa vào sự may rủi. Bạn sẽ nhận được những điều mình suy nghĩ và cảm nhận. Nếu mà ta nghĩ về những điều tiêu cực thì ta sẽ hút những điều tiêu cực đến với mình. Ta nghĩ về những điều tích cực thì ta sẽ hút về những cái điều tích cực đến với mình. Cho nên ta đừng có suy nghĩ theo kiểu may rủi, đừng có suy nghĩ theo kiểu tiêu cực mà hãy nỗ lực là suy nghĩ một cách tích cực và cách dễ nhất đó chính là thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn giúp bạn tránh khỏi việc thu hút những điều không mong muốn, các kết quả xấu và nó đảm bảo bạn có được những điều mình muốn, kết quả tuyệt diệu. Khi biết ơn kết quả tuyệt diệu nghĩa là bạn đang sử dụng quy luật của vũ trụ để chuyển đổi những hy vọng và sự may rủi trở thành niềm tin và sự chắc chắn. Khi biết ơn đã trở thành lối sống, bạn sẽ tự động làm mọi thứ với lòng biết ơn và bạn biết rằng phép màu của lòng biết ơn sẽ tạo ra kết quả tuyệt diệu bạn cực bạn càng thực hiện nhiều phương pháp kết quả tuyệt, tuyệt diệu và biến nó trở thành thói quen hàng ngày thì bạn sẽ càng thu hút nhiều kết quả tuyệt diệu đến với mình bạn sẽ thấy mình càng ít gặp phải những tình huống không mong muốn bạn sẽ không thấy mình ở nhầm nơi vào nhầm thời điểm nữa và bất kể chuyện gì xảy ra trong ngày bạn đều biết rằng nó sẽ dẫn đến kết quả tuyệt diệu Vào đầu ngày hôm nay, hãy chọn 3 tình huống khác nhau mà bạn muốn có được kết quả tuyệt diệu. Bạn có thể chọn ra 3 tình huống quan trọng trong cuộc sống hiện tại như buổi phỏng vấn, đơn xin vay nợ hay một kỳ một kỳ thi hay cuộc hẹn với bác sĩ. Hôm nay hãy chọn ra 3 việc mà các anh chị cảm thấy quan trọng và các anh chị mong muốn có kết quả tuyệt diệu. Sau đó, bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách chọn 3 điều thường khiến bạn chán nản khi thực hiện bởi vì khi phép màu xảy ra với những điều ấy, bạn sẽ thật sự tin rằng mình đã thu hút được kết quả tuyệt diệu. Ví dụ, bạn có thể chọn việc lái xe đến công ty, ủi đồ, đến ngân hàng hay bưu điện, đi đón con, trả hóa đơn hay đi lấy thư. Tức là một cái việc gì đó mà hàng ngày chúng ta có thể chúng ta chán, chúng ta không muốn làm, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Thì thay vì chúng ta nghĩ là cái việc đó chán quá, thì ngày hôm nay chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta hãy biết ơn vì và tưởng tượng là cái công việc đó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái kết quả tuyệt diệu mà cũng là nấu cơm nhưng mà à, hãy nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ nấu cơm và có được một cái bữa ăn ngon hay là à, có được những cái sự những cái điều vui vẻ khi nấu cơm đấy đó là một ví dụ và ta cảm ơn về cái hoạt động đó quả âm cảm ơn về cái kết quả đó thì đó là chúng ta đã áp dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu Hãy viết ra danh sách ba tình huống bạn đã chọn để thực hiện kết quả tuyệt diệu sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn như sau. Khi viết mỗi điều, hãy tưởng tượng rằng bạn viết sau khi chúng đã xảy ra và cảm ơn kết quả tuyệt diệu. Tức là viết ra ba tình huống mà bạn chọn để thực hành thực hiện kết quả tuyệt diệu và viết cái kết quả mà mình mong muốn đối với cái tình huống đó. Viết ra cái kết quả mà mình mong muốn đối với với tình huống đó và viết như kiểu là cái việc đó nó đã đã diễn ra rồi và nó đã giúp cho mọi người đạt được cái kết nó đã có được cái kết quả tuyệt diệu rồi và sau đó thì viết là cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Bước thứ hai trong phương pháp nhậm màu này, đó là bạn sẽ chọn ra ba tình huống bất ngờ phát sinh trong ngày hôm nay và sử dụng sức mạnh nhậm màu của lòng biết ơn để có kết quả tuyệt diệu. Bạn có thể thực hiện phương pháp này trước khi nhận ba cuộc điện thoại trước khi mở ba email hoặc ba lá thư trong hộp thư khi trước khi bạn thực hiện ba việc lặt vặt hoặc bất cứ điều gì phát sinh trong ngày hôm nay trong phương pháp này không quan trọng bạn chọn sự kiện bất ngờ nào điều quan trọng là bạn phải thực thi lòng biết ơn đối với những sự việc bất ngờ theo phương pháp kết quả tuyệt diệu tức là khi mà gặp một cái chuyện gì đó bất ngờ thay vì chúng ta lo lắng thay vì chúng ta nghĩ rằng nó là cái điều không tốt thay vì chúng ta hồi hộp thì chúng ta hãy bình tĩnh lại và chúng ta nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn trong cái tình huống đó. Sau đó thì chúng ta cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu, nói thầm và cảm nhận những cái từ nhiệm màu. Cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu, tức là hình dung ra cái điều tuyệt vời nó đến với mình. Sau đó thì trong cái tình huống đó và sau đó thì cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Rồi chúng ta mới làm. Thuận lấy ví dụ, Ngày hôm nay chúng ta ở nhà sau đó có ai đó bấm chuông Và chúng ta không biết là Chuyện gì sẽ xảy ra Không biết là người đó là người nào Thì chúng ta hay nghĩ là à, Một người mang đến cho mình cái tin tốt lành Có thể là một người mang đến cho mình cái tin tốt lành Hoặc là ai đó đến tặng quà cho mình Sau đó thì mình cảm ơn Cảm ơn cảm ơn vì có người mang đến tin tốt lành Hoặc là có người tặng quà Đấy Đó là cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu Đấy. Sau đó chúng ta mới ra mở cửa đối với phương pháp này số lần thực hiện là không giới hạn bởi vì càng thực hiện nhiều thì chắc chắn bạn sẽ có càng nhiều kết quả tuyệt diệu trong cuộc sống sau khi thực hiện phương pháp này trong hôm nay bạn sẽ nắm được ý tưởng cơ bản và trong tương lai bất cứ khi nào nhận được nhận thấy mình đang hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp hoặc nghĩ mình cần sự may mắn thì bạn có thể ngay lập tức sử dụng phương pháp sức mạnh nhầm màu của lòng biết ơn để chắc chắn mình có được kết quả tuyệt diệu tức là chúng ta sẽ không có kỳ vọng nữa chúng ta không có hy vọng nữa mà thay vì khi nào đó chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta hy vọng rằng mọi điều sẽ tốt đẹp thì chúng ta sẽ ngồi đó thay vì hy vọng là ta hình dung luôn kết quả tốt đẹp sẽ đến với mình và sau đó thì nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn cái kết quả tuyệt diệu đó thì đó là chúng ta đang thực thi cái phương pháp nhiệm màu của ngày hôm nay đó chính là kết quả tuyệt diệu và nhờ vậy thì chúng ta sẽ hút được những cái kết quả tuyệt diệu đến với cuộc sống của mình theo quy luật của tự nhiên đó chính là luật hấp dẫn Ứng dụng để có kết quả tuyệt diệu, bạn cần khẳng định và biết ơn kết quả trước khi nó diễn ra, vì đó là luật hấp dẫn. Rõ và bạn thật phải thật rõ ràng về mong muốn của bạn trước khi mà nó diễn ra. Phương pháp kết quả tuyệt diệu là bạn biết ơn kết quả tuyệt diệu trước khi làm một điều gì đó và bạn cần tin tưởng chắc chắn tin tưởng vững chắc về cái kết quả đó. Đặc biệt chủ động tạo ra định hướng cho kết quả khi những sự việc ngoài kế hoạch phát sinh. Và thực hành ngày hôm nay chúng ta sẽ làm 6 việc như sau. Việc thứ nhất là cảm thấy mình thật hạnh phúc bằng cách là viết ra danh sách 10 điều mình cảm thấy hạnh phúc, viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn và sau khi viết ra đủ 10 điều thì hãy đọc lại danh sách và nói mỗi với mỗi danh sách với mỗi điều đấy thì hãy nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn và nhớ là hôm qua chúng ta thực hành phép màu của trái tim thì chúng ta có một cái động tác nữa khi mà chúng ta làm cái bài này đó chính là đặt tay phải lên phần ngực phần vùng trái tim của mình sau đó thì nói cái từ đọc cái danh sách này và cảm nhận cái sự rung động của trái tim của chúng ta và nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn và hướng tâm trí của mình vào cái vùng trái tim để chúng ta cảm nhận cái lòng biết ơn một cách sâu sắc thông qua cái sự rung động của trái tim đó là phương pháp là phép màu à, gì phép màu của trái tim hả ngày hôm nay vào đầu ngày hãy chọn ra ba việc hoặc ba tình huống quan trọng mà bạn muốn có được kết quả tuyệt diệu hãy viết ra danh sách ba việc ấy và mỗi mỗi việc thì hãy ghi ra rõ cái điều mà mình mong muốn cái kết quả của cái việc đó sau khi viết xong rồi thì hãy ghi thêm dòng chữ là cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Và cũng trong ngày hôm nay chọn 3 việc bất ngờ phát sinh trong ngày và sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có kết quả tuyệt diệu. Mỗi một lần có một cái việc phát sinh nào đó thì trước khi chúng ta xử lý cái việc đó thì chúng ta hãy hình dung về cái kết quả mà chúng ta mong muốn đối với lại cái việc phát sinh đó và sau đó thì à, nói trong nhắm mắt lại nói thầm hoặc là nói to cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu đặt tay lên ngực của mình để cảm nhận phép màu cảm nhận cái sự rung động của trái tim việc thứ năm trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và tua lại thước phim tua chậm thước phim cuộc sống từ sáng sớm cho đến tối khuya sau đó thì nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày và nói từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn cảm ơn với điều điều tốt đẹp nhất diễn ra trong ngày hôm nay và trong ngày thì dành thời gian đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai đây là nội dung hướng dẫn thực hành lòng biết ơn của ngày hôm nay bao nhiêu trong số các anh chị đã rõ ràng về phương pháp thực hành lòng biết ơn cho ngày hôm nay rồi thì bình luận rút thu thuận chữ r là rõ rồi đấy ạ có ai có có thắc mắc gì hoặc có câu hỏi gì thì có thể bình luận vào trong phần ô chat rút thu thuận cảm ơn mọi người rất là nhiều như vậy trong buổi sáng ngày hôm nay à, phần thứ nhất thuận giúp cho mọi người đọc nốt cái cuốn sách bẻ à, khóa bí mật triệu phú à, cuốn sách này những người triệu phú ở mỹ những người triệu phú mà do tự thân làm tự thân lập nghiệp ấy thì họ rất là quan trọng cái việc là tiết kiệm ở trong này họ dùng một cái từ họ dịch không biết là họ dịch cái kiểu gì mà sang tiếng việt thì đọc là cái từ là căn cơ mà sau đó thuận đọc thì cái từ căn cơ có nghĩa là từ tiết kiệm và người ta chia ra là trong cuộc sống của người ta ấy, thì có hai có hai cái pha pha thứ nhất là pha tấn công pha tấn công thì có nghĩa là pha mà tạo ra thu nhập và pha thứ hai là pha phòng thủ tức là pha giữ tiền tạo ra tiền và giữ tiền là hai cái pha mà cần phải cần phải phát triển tức là để trở thành triệu phú thì phải tạo ra thu nhập thu nhập nó phải lớn thu nhập nó phải cao thu nhập nó phải nhiều thu nhập nó phải đủ để có thể tích lũy và trở thành để có thể tích lũy được. Và cái điều thứ hai là có thu nhập rồi ấy thì cái điều thứ hai là phải tiết kiệm được tiền, phải giữ được tiền. Như vậy, kiếm được tiền là một chuyện nhưng giữ được tiền mới là điều quan trọng. Mà ở trong cuốn sách này họ lấy rất nhiều ví dụ có những người có thu nhập một năm lên tới cả hàng hàng trăm nghìn, hàng vài trăm nghìn đô la nhưng vẫn không trở thành triệu phú được. Bởi vì họ làm đến đâu, có tiền đến đâu họ tiêu hết bấy nhiêu. Họ họ là những cái người mà sống rất là rất là gọi gì? rất là gọi là hoang phí. Ấy. Họ có bao nhiêu tiền là họ tiêu hết và đấy là thói quen, tức là người Mỹ ấy. người Mỹ là họ có cái thói quen đó, họ họ tiêu xài rất là nhiều cho nên những cái người mà ở độ tuổi 65 rồi, 66 rồi, 67 rồi, nếu như không được trợ cấp của xã hội là họ cũng không có tiền để sống luôn. Ở Mỹ. Đó. Và tính ra về tỷ lệ triệu phú cũng không có nhiều đâu. Không có nhiều. Không có nhiều đâu và hình như là Việt Nam mình triệu phú coi chừng tỷ lệ trên dân số ấy còn nhiều hơn là Mỹ đó. Và họ nói rằng là yếu tố tiết kiệm và yếu tố đầu tư là yếu tố quan trọng, tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm và đầu tư. Và nếu mà à, dịch ra là họ nói là hãy trả cho mình trước, hãy đầu tư trước, tức là gì ạ? Thoải lấy ví dụ như là ở miền Tây ấy thì họ hay chơi chơi hội ấy. Chơi hội cũng là một hình thức cũng hay nhưng mà theo kinh nghiệm của Thuận thì cũng không nên mà đặt mình vào cái vào cái vị trí quá áp lực, giống như kiểu là làm cho mình quá thiếu thốn. Không nên đặt mình như thế. Đồng ý là mình sẽ sẽ dành tiền ra để mà mình đầu tư cho mình trước, tức là mình mua vàng, mình mua nhà, mua đất gì đó, nhưng cũng đừng có làm cho mình quá vào cái vị trí là vay mượn tiền làm cho mình thêm lo lắng. Theo quan điểm của Thuận thì Thuận cũng không thích cái chuyện đó, bởi vì là lo là mình bất an thì đã Tự nhiên mình đi vay một tiền về sau đó mình đi đầu tư gì đó sau đó mình phải lo lắng trả nợ mình cũng bất an, cũng cũng không có được. Không có làm cho mình không có được vui nữa không có được uh, gọi là yên tâm. Nhưng mà phải tiết kiệm, tức là uh, không có tiêu xài hoang phí và họ nói là sống dưới mức thu nhập, tức là nếu mà thu nhập là 10 thì chỉ tiêu xài một phần trong đó thôi, sống dưới mức thu nhập và hãy dành ra tối thiểu 10% để đầu tư dài hạn, đầu tư học tập, đầu tư vào cái việc là là tài sản để mua tài sản, tại vì giữ tạo ra tài sản mới quan trọng. Tài sản là gì ạ? Ví dụ như vàng, bất động sản hay là cổ phiếu. Đó. Rồi đó là về và những cái nghề một người triệu phú là một người mà làm một cái nghề đó lâu năm, họ nói là họ làm lên tới hai chục năm và sau đó thì họ mới tiết kiệm đủ tiền để trở thành triệu phú. Cho nên là cái việc mà giữ một cái nghề gì đó Lâu dài cũng là một cái điều nên làm Cái điều thứ ba Đó là tự doanh Để trở thành triệu phú Thì 3 phần 4 số triệu phú là do tự doanh Tức là tự làm Tự kinh doanh Làm cho chính mình Còn đi làm thuê thì không có khả năng Đương nhiên là cũng có những cái nghề làm thuê lương rất là cao Nhưng mà 3 phần 4 số triệu phú là do tự doanh Do tự kinh doanh nhá tự doanh, tự mình kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, tự mình làm một cái điều gì đó. Đó, tạo ra việc làm cho người khác thì mới có cái cơ hội đó mà thuận làm thuận biết rồi. Mình đi dạy học ngày xưa Thuận đi dạy học cái lương có 5 triệu ấy. Thì bao giờ cho nó được 1 triệu đô la? Mọi người tính thử giúp thuận xem nếu ngày đó cứ cho bây giờ là lương 10 triệu đi. Lương 10 triệu thì một năm được nhiêu ạ? À? Một năm được 100 triệu, nếu như không ăn thì còn dư 100 triệu. 120 triệu. Mà nếu ăn thì hết đúng không ạ? Cho nên là nếu mà mình chỉ có mỗi một cái thu nhập đó thôi thì mình thua. Cho nên họ có một cái ý nữa là gì? Phải đa dạng hóa nguồn thu. Họ có một cái ý nữa là phải đa dạng hóa thu nhập. Tức là đừng để thu nhập phụ thuộc vào một một kênh mà phải có thu nhập từ nhiều kênh. Thì vậy bây giờ nếu ai đang làm công chức nhà nước ấy thì thuận cũng không có nói mọi người nên bỏ đâu nha. Đừng có bỏ. Đừng có bỏ mà là gì ạ? Hãy dành thêm thời gian để mà mình có thể đầu tư. Mình mình có thể mình học để mà mình có thêm một cái công việc để mình bên cạnh cái công việc đó mình làm thêm một cái việc mới hoặc là mình có thể đầu tư mình có thể đầu tư vào một cái điều gì đó hoặc là ai mà thích giáo dục thì học để mà mình trở thành một cái người dạy kỹ năng không phải là dạy văn hóa trên lớp nhá dạy văn hóa trên trường để cho các thầy cô dạy chúng ta không có cạnh tranh với những thầy cô mà ta hãy dạy thêm kỹ năng dạy thêm kỹ năng thì ta dạy một giờ chứ có khi bằng thu nhập của các thầy cô dạy cả cả tuần đó, ở trên lớp Thành ra là mình uh, quay trở lại cái bài làm giàu là gì? Thì đó chính là làm giàu là làm giàu giá trị của bản thân và mình mang cái giá trị đó đi mình đổi lấy tiền, đổi lấy tài sản thì đó chính là làm làm giàu, đơn giản thế thôi. Cho nên nếu ai mà đang muốn cải thiện cuộc sống của mình, cải thiện thu nhập thì là quay trở về về gốc, về đúng gốc luôn đó chính là tăng giá trị bản thân mình lên. Tăng cái giá trị bản thân của mình lên thì mình sẽ cải thiện được thu nhập thế thôi. Rồi còn về phương pháp thực hành của ngày hôm nay à 10 điều tạo phúc, 10 cái điều để tạo phước. Đấy. Lúc nãy thuận phân tích khá là kỹ rồi. Và phương pháp thực hành của ngày hôm nay là nói gọn lại đó chính là hình dung về cái kết quả mà mình mong muốn trong một cái việc làm nào đó. Hình dung trước cái kết quả mà mình mong muốn trong cái việc làm đó. Ví dụ như hôm nay đi chợ. Thì hình dung là hôm nay tôi đi chợ tôi mua được những cái món đồ rất là ngon, rất là rẻ, rất là hợp lý. Hình dung trước khi mà mình đi chợ, mình đã hình dung cái chuyện đó rồi. Để cho mình có cái tâm trạng tốt, tâm trạng vui tươi hơn. Sau đó mình cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì cái kết quả tuyệt diệu đó. Nếu như có cái điều gì đó bất ngờ xảy ra trong ngày, thì thay vì dự đoán, thay vì uh, kỳ vọng là nó tốt thì không. Bây giờ hình dung luôn cái kết quả đó là cái kết quả tốt đẹp hình dung luôn là hôm nay cái điều cái điều bất ngờ đó mình cũng nghĩ ngay luôn là nó sẽ mang đến cho mình một cái điều kết quả tốt đẹp gì đó mà mình mong muốn mình kỳ vọng mình 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 muốn có sau đó mình nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn vì cái kết quả tuyệt diệu đó chính là phương pháp của ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều chúc cho mọi người sẽ thực hành thật là tốt bài tập thực hành của ngày hôm nay sau đó thì nộp bài trên group đường lớn và nguyện chúc cho phép màu mở ra trong cuộc sống của tất cả các anh chị À, thuận cũng mong các anh chị hãy thực hành thật là tốt để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm và sau đó thì mình giúp cho rất là nhiều người ngoài kia họ đang không biết cách để người ta có được cái cuộc sống vui vẻ hơn à, hạnh phúc hơn đủ đầy hơn thì thông qua cái việc thực hành lòng biết ơn chúng ta sẽ làm cho mình có cái suy nghĩ tích cực hơn làm cho mình à, biết cái cách để thu hút những cái điều tuyệt vời đến với cuộc sống của mình theo cái nguyên lý là không lấy không khí ra khỏi ly bởi vì lấy không được mà hãy rót nước vào trong ly đem cái sự biết ơn vào trong cuộc sống của mình Tự nhiên mình sẽ thấy vui hơn Cảm ơn mọi người rất là nhiều Thuận uh, mở mic cho mọi người Nếu ai muốn uh, chia sẻ điều gì đó Thì mọi người có thể bật mic lên và chia sẻ Sau đó chúng ta sẽ kết thúc Hôm nay là ngày thứ 21 rồi Hừ. Hôm nay là ngày thứ 21 Mọi người nhớ không ạ Nếu mà trong 20 Ai thực hành đủ 30 ngày Làm bài tập đủ 30 ngày Mà không thấy có cái sự cải thiện Trong tâm trí của mình Không thấy vui hơn Thì nhắn tin thuận Chuyển khoản cho 10 triệu Mọi người còn nhớ không <laughs> nhưng mà phải thực hành đủ nha ngày nào cũng phải thực hành đã học miễn phí rồi mà lại cần được cần được cam kết cam kết kết quả nữa mọi người thấy vui không nếu thực hành đủ luôn 30 ngày ngày nào cũng được bài tập mà vẫn không thấy mình vui hơn thì nhắn tin để được nhận 10 triệu tiền bồi thường cảm ơn mọi người trước khi kết thúc ngày hôm nay trước khi kết thúc thì chúng ta chụp hình nha chúng ta chụp hình cùng nhau mọi người mở cam lên để giúp thuận để thuận nào. rồi cười thật là tươi một nụ cười là 10 thang thuốc bổ sáng nào cũng được 10 thang thuốc bổ sướng <laughs> rồi một hai ba cười tươi ok rồi cảm ơn cả nhà rất là đẹp tháng nào cũng có 10 tháng thuốc bổ. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, nhớ thực hành rồi làm bài tập gửi lên trên group đường lớn. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai lúc 5 giờ. Rồi cảm ơn cả nhà. Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại. Chào thầy, chào cả nhà. Dạ. Chào thầy, chào cả nhà. Chào thầy, chào cả nhà. Chào thầy, chào cả nhà. Chúc thầy buổi sáng tốt lành vâng cảm ơn cả nhà chào thầy chào cả nhà chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hạnh phúc thì yeah, chị Trang chị có giọng ấm ha à, em cảm ơn thầy me me mà dự án để đòi lại tiền của thầy mà thất bại thảm hại thế ơi <laughs> quên rồi <mẹ cười> à, hay sao chưa chăm chỉ được hành nhưng mà thấy mình chuyển hóa nhiều lúc nào cũng thấy hạnh phúc hết nên là cái kế hoạch mà đòi à. lại tiền Thế là, thế là nó có kết quả mất tiêu rồi hả? Nó có kết quả mất tiêu rồi thầy. Hôm nghe hôm vô xong rồi thấy thầy nói là học thì miễn phí mà cam kết là nếu như mà thực hành không có hiệu quả được 10 triệu thầy nghĩ bảo trời tháng này chắc là được nhân đôi lương đến nơi rồi. À, vui quá. Đi uh, cảm hứng cho người khác. À, thấy chị uh, chị Trang trẻ ra đó. <laughs> vui vẻ. Cảm thầy trẻ ra. Thầy. Mỗi một ngày là thấy mở mắt tỉnh dậy là thấy hạnh phúc rồi đấy thầy. đó thấy tươi lắm tươi mở mắt ra nhìn thấy chồng thấy con bên cạnh mình là ôi, một ngày mới thấy hạnh phúc rồi bởi vì còn có mình còn có một gia đình để được yêu thương có chồng có con khỏe mạnh bên cạnh tóm lại là bây giờ chạm đâu cũng thấy hạnh phúc hết đấy thầy à, tuyệt vời tốt quá. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn chị Trang đã chia sẻ rất là tuyệt vời. Đó, các anh chị uh, nỗ lực thực hành đi mà ai mà không có kết quả thì được thường 10 triệu. <laughs> Nhưng mà lỡ có kết quả mất tiêu rồi làm nào giờ <laughs> Em ơi, nghĩ chắc thầy phải trao giải trăm triệu đó, thầy cho mọi người có động lực. để 100. mê mê trăm triệu. Chắc khóa sau. Khóa sau là cam kết luôn mà ai mà thực hành đủ 30 ngày mà không nộp bài tập. À quên không. Mà không có kết quả thì thì thường trăm triệu. Để khóa sau đi đây, Chắc chắn luôn á Một tí cũng không có ai đòi luôn này đó. Đó đây, Cảm ơn cả nhà Mọi Thôi. người cố gắng thực hành liên tục nha Nỗ lực thực hành liên tục để có, có kết quả Rồi sau đó có cái cảm hứng để mà Giúp cho người khác nữa Giúp cho mọi người Mà mình trẻ ra mình cũng sướng chứ đúng không Mình thực hành mình vui sau đó mình trẻ ra mình cũng sướng mà đúng không <laughs> Vui Cho đi thực hành vui là tự nhiên mình cho mọi người xung quanh mình cho chồng cho vợ cho con mình được vui vẻ đây cảm ơn mọi người bye bye hẹn gặp lại cảm ơn thầy và chào mọi người